Xin chào anh em đam mê Zippo cũng như là khách hàng của Real Shop. Thì hôm nay Real Shop xin đập hộp chiếc Zippo tưởng nữ thần tự do năm 1993, hàng mới full box. Hàng về Real Shop rất là nhiều nên là hôm nay mình quay cái video này cho anh em chiêm ngưỡng, nghe tiếng của nó và xem một cái Zippo 993 đến bây giờ thì nó mới như thế nào. Trên tay mình là chiếc hộp. Có giấy đằng sau là hướng dẫn sử dụng. Giấy này thì nó nhỏ hơn giấy bây giờ. Tiếp theo mình sẽ mở hộp ra. Zippo rất là mới. Còn bọc bao bóng y nguyên. Sau là một cái giấy vàng. Đấy. Hàng mới full box nha anh em. Chính là mã. Đấy, cầm rất là chắc tay. Cảm giác cầm rất là chắc tay anh em. Và bật tiếng thì nó nắp nó rất là chắc, bật lề rất là chắc. Nó rất là chắc. Nó không lung lay như một số con Zippo mới bây giờ. Cầm rất là chắc tay, cảm giác rất là đã. Đồng nguyên khối. Đường tự thần tự do. Được khắc công nghệ laser. Trên bề mặt laser bên nhà máy khác bên. Trên bề mặt đồng. Tiếng nghe rất là đã. Bánh xe treo. Hàng mới nha. Anh em thì nhìn bên trong nè. Hàng mới. Mới hoàn toàn. Rột. Mình sẽ cho anh em xem cái rột. Đây là rột của chị luôn á. Năm này thì ruột nó bị mờ năm sản xuất, anh em có thấy thế không? Đây năm sản xuất nó khác, bị mờ. Nhưng sau đây là ruột trùng vỏ nha anh em. Năm 1993 là ruột đa số nó bị mờ năm sản xuất. Giá mình bán trên Shopee chiếc này là 1.600.000 đồng. Anh em mua trên Shopee với lên đường trên thì sẽ được miễn phí phí ship toàn quốc. Hàng bên mình bán rất uy tín. Xin cảm ơn em, chúc anh em một ngày mới làm việc tràn đầy năng lượng. Xin chào.